Mình đang đi vào cái cổng chính bên Nguyễn Văn Cừ đi vào đây cô bác. Rồi, mình sẽ đi vào cái Quan Âm Cát đây để tham quan với cùng với cô bác nha. Đây, cái đường đi vào Quan Âm Cát đây cô bác. Đây, bên đây là pháp đường nha cô bác. Rồi bây giờ mình đi vào Quan Âm Cát cô bác ơi. Đây, cái đường vào Quan Âm Cát đây. Rồi bên đây là quầy lưu niệm. Bây giờ mình qua Quan Âm Cát nha cô bác. Đây là tượng của ngài Thích Tha Tọa Thiền với gốc Bồ đề đó cô bác. Đây, Quan Âm Cát đây cô bác. Đây là vào Quan Âm Cát đây cô bác. Đó, ngày đó cô bác. Rồi. Rồi, mình đi qua bên kia cô bác ơi. Đây. Rồi, cô bác thấy nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây cô bác. Rồi tiếp tục cô bác ơi. Đây, nơi này là Phật Thích Ca thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như đi cô bác. Ngài ngồi thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như đây. Đây có bảng luôn này cô bác. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó, có các bạn có để tên luôn đó cô bác. Rồi. Rồi, thế là như vậy. Đây, bên kia là có một cái tháp trên kia. Máy báo hết pin rồi cô bác ơi, chết rồi. Chắc bị ngắt ngang giữa chừng cô bác thông cảm nha. Máy báo hết pin rồi. Để mình zoom luôn đi cô bác. Đi là chắc không kịp quá, không giáp. Rồi. Đây là cái trên đường thả cá phóng sinh. Đây là sen sen nia cô bác ơi. Này, sen nia, mọi người sen kêu sen thúng là không phải nha, sen nia mới đúng chứ sen đúng không đúng. Giữa bộ hồ rất là đẹp các bạn. Đây. Ngày này thổi tiền. Cái ngày kia là bịt hai cái lỗ tai. À, có nghĩa là mình tập mình bịt lại các cái giác quan của mình đó các bác. Để bớt nghe chuyện đời mà và thấm nhuần chuyện đạo của bác ơi. Đời đạo viên dung. Nhưng mà bớt một việc đời thì nó đỡ phiền não cô bác. Đây là cái tượng Phật nằm cô bác. À, tượng Phật nằm. Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2 âm lịch tại vườn Sa La Sông Thọ. Ngài thọ 80 tuổi của bác. Đây.
Một ngày đây là chỉ vô cái miệng nè. Đó. À, bởi vì có câu người đời nói, ta nói là phải bịt tai bịt mắt lại cho nó bớt nghe bớt nhìn. À, vì gì nếu mà đời mà không đạo thì đời vô liêm sỉ, mà đạo không có đời thì đạo biết dạy ai. À, có đời có đạo nó mới viên dung cô bác ơi. Nhưng mà đạo thì đời thì một một chừng mực nào đó, chứ mà đời đời mà buông thả quá thì không được cô bác ơi, nó có một con cái khuôn khổ. Đây là ngài Thích Ca Mâu Ni cô bác. Ai ngài Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề đây cô bác. Rồi. Đây. Bây giờ mình tiếp tục ở thiền viện Trúc Lâm Phương Nam cô bác ơi. Đây trở lại cái khuôn viên chính này cô bác. Trở lại cái khuôn viên chính này cô bác. Đây cái đường là cái đường bên cổng Nguyễn Văn Cừ mà đi thẳng vô xuống Bờ Sáng, cô bác đi qua cái đường này. Đó là thuộc về ngoài phạm vi của cái chùa Thiền viện Trúc Lâm này cô bác. Đây, qua đây mình sẽ quay một đoạn mình cô bác xem. Và lưu niệm cô bác. Đây là gian hàng và lưu niệm.
À, sơ khởi tổng quan chùa là như vậy đó cô bác, thiền viện Trúc Lâm. À, xe chạy đường ngoài chùa từ dạng sáng đi lên Nguyễn Nhân Từ đó cô bác. Bây giờ mình dọc đi theo công viên này đi, đi mình đi vào trong cô bác ơi. Tiếp tục. Cô bác sẽ thêm cái xe, xe cái bảng này. Tâm kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn, khi đồ Bồ Tát tự tại hành sau bát nhã ba la mật đa, ngài cho thấy năm uẩn đều không, liền mua hết thải các khổ ách này. Xá lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Này Xá lợi Phất, tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thâm, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết, không khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, hãy xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thải khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Phật lịch 2560, Dương lịch 2016. Đó là cái bản tâm kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn đó cô bác. Cái bản này được ngự tại là ngay cái cầu cổng chính đi vào chỗ đối diện với giảng đường đó cô bác. Con tham quan nữa kìa. Đây là chim công Ấn Độ cô bác ơi. Trong khuôn viên chùa có chú chim công. Đây cô bác. Chim công Ấn Độ. Ở trong khuôn viên chùa này cô bác. Đây, đây chim công đây. Thank you.
Rồi, bây giờ mình nằm lên bậc thềm mà cô bác ơi. Đây là sen với súng nha cô bác. Thôi, mình đi một vòng cho cô bác xem luôn. Đây. Đó, cô bác thấy chưa? Khuôn viên rất là đẹp. Đây. Đây, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Đây, cô bác sẽ thấy đây. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam quay lưu niệm. Đây. Đây là sala đó cô bác. Sala sông Thọ đó cô bác. Quan cảnh đó cô bác. Đây, mình trở như vậy là mình trở lại cái tháp đó cô bác. Đây, ở trên này mình sẽ nhìn tổng quan bên bên đây. Đây cô bác. Con lên con thỉnh con lên con chiêm ngưỡng ngài nha. Đây. Đây cô bác. Đó là ngài ngự ở chính giữa này đây. Đi xuống nè cô bác. Đó, rồi cô bác thấy toàn cảnh nha. Đây, mình quay qua đây. Ở đây là giống như cái chùa một cột rồi cô bác. Giữa cái ao có một cái cột lên à, chỉ có một cái cột thôi, nó mô phỏng của bác. Đó, tổng quan nè cô bác, nhìn xung quanh khuôn viên thiền viện Trúc Lâm rất là rộng nè. Đây. Ở dưới kia là cái ở dưới kia là cái ao đó cô bác. Bên con kia cũng có một cái ngôi đền ở giữa cái ao đó cô bác. Rồi quay ra mặt trước này. Rồi quay tổng quan luôn cô bác ơi. Mình đây mình đi giữa khuôn viên thôi cô bác. Giữa khuôn viên mình sẽ quay xung quanh cho cô bác xem tổng thể luôn. Sân viên rộng, cái sân rộng ngay giữa khuôn viên chánh điện chùa của bác. Đấy. Cô bác sẽ thấy. Đó là cái tháp chuông cô bác. Đây là chánh điện.
còn bên đây là cái tháp trống của bác đó, tổng thể đó. Cô bác thấy cái chánh điện có hai cây đèn đá hai bên đó cô bác đó, bên bên tả một cây, bên hữu một cây, thì tháp chuông. Đây, còn đây là cái tháp để cốt của mấy sư ông. Một ở đây cũng là một cái khuôn viên nữa, một khuôn viên này thì khác hơn, nó lạ hơn ở bên kia, nó giống giống như vậy nhưng mà tượng thì khác cô bác. Đây thầy tự tất đặt ra lúc mà nhỏ thôi cô bác, ta chỉ thiên ta chỉ địa rồi cô bác. Đây, quan hậu Maya đây. Các người hầu ở đây cô bác. Đó, là cái khơi Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra thì bước trên đẩy bảy đại sen đó cô bác. Tay chỉ thiên, tay chỉ địa. Đó, hoàn cảnh là vậy đó cô bác. Đây là cái bảng này cơ quá, cái bức phụ điêu đây. Đây cô bác sẽ thấy nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Năm 624 trước Tây Lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ thuộc xứ Trung Ấn Độ, nay là nước Nepal. Thấy rõ đó. Rồi. Rồi mình quay chung quan cảnh cho cô bác xem nha. Tổng quan lại nha. Rồi cô bác, đây ở bên kia có một tượng nữa cô bác. Đây, đây là hồ thủy vạ cô bác ơi. Đó, trình qua cái cầu đó luôn cô bác xem. Đây là ngã Tư Đà đấy cô bác.
Đây là cái cầu của bác ơi, cái cầu ra hồ Thị Tả của bác đây. Đường cầu ra hồ Thị Tả đây. Đây cô bác ơi, đây mình ra hồ luôn này. Đây mấy sư đang phát cỏ luôn á, thấy không? Đức Phật Di Lặc gốc cây thủy trùng. Đó. Rồi cô bác thông cảm khen vậy nha, chứ tiếng là gần nó không được à. Rồi tổng quan là vậy cô bác ơi. Đó, mình quay trở ra cho cô bác xem nè. Đó. Đó, mình đang đi trên cầu đây cô bác, cầu Thị Tả đây. Đó, mình đang ở dưới hồ đây. Đó. Rồi đi trở ra cô bác ơi. Đây cái này hôm trước mình có đi rồi, mình ghi hình rồi cô bác, bây giờ mình ghi hình lại cho cô bác xem nè. Đây là hán tọa lộc nè cô bác. Đó, mình ghi lại nữa cô bác xem nha. Là hán khoái nhĩ nè. Là hán khai tâm nè. Đó. Ở đây là cổng quan, cảnh quan cái cổng sau của bác. Cổng sau bên hông á, chứ không phải cổng sau chính diện. Đây cô bác xem nè. Đây. Hôm trước cái clip kia cổng sau mình đi ra vào đó cô bác. Mình có ghi rồi. Mình lại tiếp tục cô bác. Rồi, cái này mình khỏi đi đọc tên các chị đi, hôm trước mình có đi rồi cô bác. Mình gõ một vòng sơ lược cho cô bác xem cho nó hiểu hết toàn cảnh đi thôi. Đây tổng quan, nhìn lại tổng quan cô bác ơi. Đây. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Đây cô bác. Đây, các vị là hán đây. Tổng quan nghe cô bác nha. Đó. Chùa trong kia. Chánh điện trong kia. Đó, chánh điện đó cô bác. Rồi. Đó, tổng quan các vị là hán đây cô bác. Rồi, vậy là giáp một vòng. Đây. Đây là giáp một vòng mà cô bác. Rồi. Vậy là mình đã đi giáp hết tổng quan hết rồi đó cô bác. Đây là mình trở lại cái hồ có sen nia đây cô bác. Đó, mình lên cầu đây cô bác. Đây. Đây mình ghi hình ngày lại cái này.
đây cô bác, màu vàng ống ả luôn cô bác. Đây, đây là cái khu sen ni đi cô bác. Rồi, rồi đây cô bác sẽ nhìn được tổng quan, tổng quan tới cái hồ thủy tạ bên đây luôn. Đó, sen ni đang chỗ bông cô bác ơi. Nó dỡ vòng của rồi, thế là giáp một vòng nha cô bác. Rồi vậy là mình xin cái kết thúc clip tại đây cô bác ơi. Rồi đó là mình đã đi giáp một vòng tổng quan của chùa, của chùa Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam mà đó cô bác. Rồi rồi, bye bye cô bác nha. Rồi hẹn gặp cô bác clip sau nha. Bye bye.